Vâng, xin chào mọi người đã trở lại video của em. Hiện tại bây giờ thì có một cái đám tang được an táng tại Hoa Viên Bình Dương. Và đám này đám thiêu nha mọi người. Thì mời mọi người theo chân em vào bên trong ha. Bây giờ thì đám tang đã di chuyển lên tới đầu hỏa táng nha mọi người. Giờ thầy sẽ làm lễ nha mọi người, làm 4 cái lễ nha, như những đám tang khác nha mọi người.
Rồi hôm nay em cũng xin kết thúc cái video tại đây mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Nam mô Di Đà Phật, thành tâm chia buồn với gia đình.